phá. Chính xác. Yeah. Oh, sợ. Cậu bé sợ. Luôn sợ. Cái gì mà non giả hả dạ? Dạ. Cái gì là phải rõ, phải đáp án liền. Dạ. Lạnh. Một hồ không phải chỉ thằng bé đó. Chỉ thằng bé. Thua. Đâu ấm. Trời ơi. Ba hồi nữa rồi. Chị ơi, mấy cái này em chậm lắm nè. Chả nè, chả từ bà đã ăn dưa hấu. Dạ. Ăn bắt trả tiền. Chính xác. Trả lời được đúng 2 câu. Dạ dạ. Là đâu là hết lượt một lượt. Em. Này. Thành chưa? Em rồi Thành. Mấy cái ngu ngu này cứ để em. Rồi Thành với lại anh Duy nữa hả? Mình lần được 2 câu rồi đó nha. Anh yên tâm để em nhắc. Thế như vậy là sao bấm chuông rồi bấm lộn cái đầu mày đó. Không sao đâu. Ủa? Mình cứ vậy đi. Lé ra đi. Rồi bấm lộn cái đầu mày. Siết hút. Sai. Cầm hút. Cầm hút. Cầm hút. Anh ra Thành trả lời trước. Đây. Ủa mà anh gọi trước mà. Không mà em nói trước. Một rồi đó nghe, một rồi đó. Bông sen, cây thông. Trong đầm gì là bông sen? À, không. Lớp không vẽ, thông và sen. Là một học liên thông. Cái cây. Cây. Cái cây á. Sáu. Dạ, bội. Tối cổ, tối cổ. Ta chỉ là gần đúng. Đó, đúng rồi. Cổ đại. Sai luôn. Đúng cái hoài vậy. Các bạn của chúng ta là tuổi đang. Trời ơi. Anh ơi anh. Bánh bao, cơ sở, âm phủ. Phủ. Không biết gì luôn á. Cơn âm phủ. Bao phủ. Chính xác. Trời ơi. Anh coi quá hả nói. Hãy đồng tượng anh lắm. Bài. Ta có câu đợi chờ là hạnh phúc, mà tại sao mình đợi chờ lại bất hạnh như thế này? Hẹn hò như thế là sao? Biệt đội xả xì chét mà ngồi đợi muốn bung xì chét luôn. Anh cả. Ok, hai chàng trai. Ủa anh cả làm gì ngồi lèm bèm mình vậy? Tại sao tới muộn quá vậy? Hai anh em hẹn hò với nhau. Hai em đi cà phê xong hai tụi em mới qua. Cùng vui với nhau, sao hẹn hò với nhau. À bây giờ hai đứa cười thân thiết à. Anh cứ ghẹo tụi em rồi. Nhiệm vụ mình giờ làm gì đây? Thì bây giờ nhắn nhủ thì biết được thông tin là ngày hôm nay chị Đại Cát Tường không tới được, nên ba anh em mình sẽ được giao nhiệm vụ là thử một số thành viên mới của biệt đội xã xì chét. Đoàn mình á có một chị Đại Cát Tường thôi. Ừ. Là có một mình nữ à. À. Còn ai nữ nữa không anh? Mà không biết có gia nhập thêm nữ không hay là nam? À, bây giờ không cần biết là bất kỳ ai, quan trọng là hợp gu, có thể đáp ứng được nhu cầu xã xì chét. Follow me. This way, this way, this way. Hello. Oh. À, đây giới thiệu với ba em. Đây là ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ. À, ngồi ngay trước MCV nè, để đem tới Phúc Lộc. Mình vô trong tiếp. Ông Thọ. Ông Thọ chén cũng cao dữ à. Và ồ, có thêm một tờ nữa. Các em thân mến, lời nói đầu tiên chị muốn nói là chị bận quá nên không thể tham gia hành trình cùng các em được. À, cái này lời nhắn của chị Tường hôm qua đó. Chị Đại, của chị Đại. Bài lũ, à bù lại. Cái gì? Bù lại. Đây là ba đứa em của chị, cũng rất tha thiết được gia nhập biệt đội xã xì chét. Chị giao nhiệm vụ cho các em trong 2 ngày tới đây, hãy kiểm tra sức chịu đựng của ba con người này, bởi vì chị rất tin vào tài năng hành hạ người khác của ba em. Wow, cũng đáng ngại à. À, thành viên mới tìm cách gợi ý cho thành viên cũ biết mình là ai mà không được nói và rời khỏi vị trí. Dạ. Ông Âu Tím nãy giờ ông nhìn cũng căng hoài luôn à. Mặt cũng căng lắm nha, cũng bị gì đó căng căng dễ sợ luôn. Khổng lồ xanh này nó giờ miếu hoài luôn. Còn đây khó thở lắm nè. Hai con mắt. Wow. Nghe sợ đó, sợ đó, sợ. Là gì sợ đó. Hai con mắt. Hai con mắt bự.
hai cái ngực bự nữa. Có, tôi có hai con mắt bự. Nữ mà có hai con mắt bự. Quân Lan, không phải là em không. Đừng có, trời đất ơi anh Tuyết. Thấy em cười, em thỏa mãn. Không, bạn thật sự lúc đầu nhìn vô tôi biết bạn rồi. Thôi, được rồi, đây nè, đây bạn này cũng đang mệt nè. Ôi, tới màu tím, bạn này ngồi chơi tiếp. Bạn này ngồi chơi tiếp, màu tím. Một người nam có dòng ba bự, làm một cái nét diễn. Trời ơi, thôi đội mình đủ rồi. Đúng rồi, đủ rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. À, còn thôi, lấy mày lại béo quá. Khó nha, ca này khó nha. Ca này khó. Còn em này là điểm khó. Đặc điểm em là cái gì em nói ra đi chứ. Ca sĩ. Ca sĩ. Ca sĩ. Đủ. Hãng. Ôi, gì vậy? Gì vậy? Em không biết. Này hãng không? Không. Vỗ sáng pha giật miên. Bolero, 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 bolero. Giang Minh. Yeah, yeah. Vỗ sáng pha giật miễu. Ai nữa? Bà giả đúng không bà giả? Không phải là bà hôm nay mà qua mà bà hôm nay. Nè, chơi hé lộ một chữ. Có một tên Tú. Em đó nói chuyện sao em đi? Tú Vi. Tú Chi. Tú Chi. Phải Tú đợi rồi, đợi chút để suy nghĩ. Phải không, nếu phải là gỡ mặt rồi. Dạ đúng rồi. Trời ơi, Tú đi với anh ta rồi mà không nhớ anh đi gì với em. Em nói lộ. Bây giờ mình chia làm hai đội nè, đội của mình tạm gọi là đội ma cũ đi, còn đội của những thành viên mới gọi là ma mới. Thì phải có những thử thách của chương trình đặt ra và những cái gì thử thách của mình, như là chị Đại đã nhắn nhủ là phải thử sức chịu đựng của ba thành viên này, có ba thành viên này có lầy lội hay không. Để em quyết tâm chứ. Ok, được. Vô bị đội xả xì chết chứ. Xả bồ đồ ra được không anh? Bây giờ phải thực hiện thêm ba thử thách nữa, nếu mà thắng thì mới được thay đồ. Còn không mấy là cái chuyến hành trình của mình là đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới ngay Tiền Giang, ba bạn vẫn phải mặc ba bộ đồ siêu nhân khỏe như thế này. Để làm đi, sẽ có phần thưởng từ chương trình. Trận chiến thứ nhất, xem ai may mắn. Mỗi đội cử một thành viên tham gia. Có 6 chiếc bánh, trong đó có một chiếc bánh hương vị siêu kỳ lạ. Lần lượt hai thành viên sẽ ăn chiếc bánh này. Đội nào ăn trúng miếng bánh siêu kỳ lạ đó, đội đó sẽ lose. Lose là thua đó. Wow. Hiểu không? Ở phần thi này là nó nhẹ nhàng, hãy biết sàng lọc. Tại vì những người lớn tuổi thì mình sẽ thi ăn nhẹ nhàng. Ở phần sau là nhiều khi là những màn đấu vật, những màn ai chịu đòn giỏi hơn. Hai đứa con gái chịu đòn đi. Bánh. Thôi em cử đây đi. Ủng hộ tinh thần nào. Ok, đánh. Trời ơi, mấy con bé này em là con gái nhỏ. Em là con gái, anh nhường cho em chọn trước. Thường cái số 1 nó sẽ không bị trúng độc. Đúng, số 1 thường không bao giờ bị. Rồi, thích thì cho luôn. Ai cũng nghĩ như vậy. Đúng, kem nha, kem. Không có nha. Nhưng mà 2, 3, 4, 5, 6 thì có nha. Ngon không? Ngon lắm anh. Ốt kem không ạ? À? Đầu xong rồi lấy cái cuối xong đi anh. Đó, 1, 3. Có 1 là phải có 2. Đúng. Ủa, cái 2 đâu? 2 nè anh. Ê, dính. Wow, hay gì ta? Không. Số 6 là hiếm. Nó sao là lộc quá, lộc là có quả đâu. Không, một vậy thì tại sao không đối đầu cái kiểu rồi là cứ theo thứ số tự để cho ông trời sắp đặt mình đừng lựa chọn. Đúng rồi. Cứ cái số 3. Số 3. Để coi ai bản lĩnh hơn. Đúng. Em mời anh. Trời ơi, số 4 là số 4 là tử. Đúng rồi. Tứ là tử. Đó, tứ là tử. Bánh luôn anh à. Bánh luôn. Ngại gì, chứ là đàn anh thì mình chơi đẹp luôn. Đúng rồi anh. Để cho ông trời quyết định anh đạt. Đúng rồi anh đạt.
Cố lên chào ơi. Cái gì vậy trời? Anh Đạt mình là đàn ông luôn. Đúng. Cô bé nó mới dám chơi kiểu này. Mình là anh lớn trong đội luôn. Để đội ma mới người ta còn đi kể lại. Anh có ăn chú bù tạc, em cũng gọi là anh là bản lãnh. Anh ổn định chứ? Chocola. Chocola. Đưa thêm năm đi. Vô. Em chờ gì nữa. Chocola mà sao mắt anh đỏ vậy? Đồ ngon lắm. Đưa thêm năm đi. Chú Nam, em. Để tục em. Thế anh. Anh đang ở chocola rồi kìa. Nè. Nghĩ theo hàng dọc luôn anh. Một trong hai cái rồi đó, 5-6. Để thử cô bé là bản lãnh cỡ nào nè. Em dám chơi không? Anh nói 4, em phải 5 chứ. Rồi 5 luôn em. Em nghe anh. Em sẽ ăn cái này cho anh. Ăn đi em, nhìn cũng phải ăn à. Mời em. Em mời nếu anh. Nếu em ăn cái này không phải là cái cuối cùng là là cuối đó luôn á. Em mời em ăn. Rồi. Ăn đây, em ăn à. Mù tạc em nhỏ vậy. Trời ơi anh ơi, bánh đường hồ. Thật ra, cái số 4 đã có bù tạc. Hồi nãy em thấy rồi nha. Em chở lên thấy rồi nè. Trời ơi thương anh tôi. Mấy bạn thấy không, sức chịu đựng của ông anh tôi là vậy đó. Ở phần này chúng ta thua. Ta-da. Trời ơi sao cái màu sắc nhìn quải là luôn á. Sao cái màu sắc là sặc sỡ. Nhưng cái dung dịch nước này nó là cái loại nước gì mình không biết được. Đó là ai may mắn ở phần này. Ai sẽ là người đội ma cũ và ai sẽ là người đội ma mới? Em, đây, đây em. Em. Để em chơi với bạn em. À, hai đôi bạn cùng tiến. Né ra. Màu trắng là cái gì? Màu vàng. Wow, màu nhạy cảm à. Cái màu gì? Không biết cái nước gì. Nó còn có bọt không hả? Trời ơi. Trời ơi, có bọt rồi. Nó có bọt, nó trà thôi chứ gì đâu. Tụi chú không? Chơi với bạn. Ok bạn. Chơi vẫn là phụ nữ. Vẫn là 1, 2, 3, 4, 5 chứ. Thích màu vàng. Tôi thích màu vàng. Cái gì vậy? Tăng lực. Tăng lực đó. Rất ngon. Tim nè, tôi thích màu trắng. Lấy màu trắng, thích đục đục, thích sữa. Cắt sữa. Cắt sữa đồ nành đó. Em. Sớm vậy chứ. Em. Ổn định đúng không? Ngon. Đó là gì? Em. Ngon, sữa chua. Bạn bây giờ chơi lạ lạ xíu không bạn? Chơi sao? Bây giờ tôi uống bạn chỉ cái nào tôi uống cái đó. Một hồi tôi chỉ cái nào bạn uống cái đó. Chơi không bạn? Chơi nhé cho bạn. Phải vậy chứ. Chỉ, bây giờ tới mình chỉ. Con bé này nó cá tính quá ta. Chai này làm cho con Lan nè. Chai này với bạn. Cái màu xanh rất hợp với màu áo của bạn. Dính đòn à. Ok tôi bạn. Mở cho bạn luôn bạn. Bạn nhắm mắt đi bạn. Thôi chơi luôn khỏi hửi nha. Khỏi hửi luôn chơi bạn. Luôn. Chơi mà chơi hửi là bị nhót với cái lời nói của mình. Bịt mũi luôn không à. Sợ, không phải sợ. Uống nửa chai luôn. Gọi là ngon nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ờ, cái gì mà kiểu tạp như tạp lù á. Không phải, nó là cái gì nước ngọt nhưng mà có ra như cái dạng vị màu xanh thôi. Cái biểu cảm con bé là bình thường quá. Cái vị màu xanh thôi. Cái vị màu xanh nửa chai. Tôi chưa hiểu cái vị đó. Tôi chưa hiểu cái vị mà màu xanh. Nhưng mà có ra vị màu xanh thôi. Tạo anh ơi. Trời ơi, mùi mùa tạc mà. Cái vị này có thể làm nửa chai được không? Dạ không? Ủa? Không phải nó thật không? Thôi nhưng mà nó thử đi, nó tinh thiệt luôn á. Đi bạn. Cảm nhận được đi thôi. Ủa nè, em cảm nhận được đúng không? Bây giờ thấy sao, thấy sao, thấy sao? Ngọt bình thường thôi. Ủa sao? Nó để mình thử nghe cái mùi. Sao vậy? Trời. Nó có 3 ngụm rồi mà. Trời ơi, thiệt. Nó nồng dữ lắm. Ôi, Lan ơi. Có nước mắm, nước tương, nguyên một cái nhà bếp ở chỗng luôn. Không có. Ủa rồi. Uống đi. Thôi, rồi, rồi. Bạn phải tin tôi. Uống mày chết bây giờ đó nào. Bạn thích đúng không? Gió lên xe đem đứng xe. Uống dọc đường. Cứ giữ, uống dọc đường rồi. Lúc đầu là uống vô là nó có ngọt thiệt. Nó đúng có rồi. Cái hơi tí xíu cái vị cải xanh. Đúng. Cải bẹ xanh nhưng mà em tưởng là nó là nước ngọt vị cải bẹ xanh. À vậy hả? Nhưng mà bây giờ là bắt đầu cái cổ, dùng cổ em. Dùng cổ nó thông thoáng, thông thoáng nha.
kiểu the the mát mát là nó chạy xuống. Bây giờ hiện tại bây giờ nó đang xuống ngay vùng bụng em, nó rơi thông thoáng thông thoáng mồ hôi đó. Ví dụ đang đi mà em xin mọi người cho em được thông thoáng, mọi người hiểu rồi, rồi. Ok, em biết trận này sao nè, em phải tự thú như thế vậy em. Một đều thôi, một đều thôi. Sẽ có 6 chiếc ghế, trong đó có 1 chiếc ghế cậy. Đúng là cái gì nè? Thành viên đi rồi. Khi tắt nhạc, cả hai chọn 1 chiếc ghế để ngồi. Cha, cái này đội mình, anh Thành. Những lúc này anh phải quản lý vòng 3 thật chặt chẽ. Những lúc nào cần nặng là phải nặng. Rồi chưa? Tú sẽ dắt Thành. Còn Lan Di sẽ dắt Tuyên. Anh bấm nhạc. Rồi, đi anh ơi. Đi. Nhảy luôn ơi. Hey hey. Anh không biết luôn nha, anh quay nha. Ở coi chừng anh đá cái ghế, anh không thấy đường thiệt á. Cảm giác Thành rất sợ nha. Ngồi anh ơi, ngồi anh. Ngồi. Ghế đâu, ghế cái bàn. Anh ngồi đại đi. Nè, chứ mà anh. Mọi người bình ổn rồi nha, tôi bình ổn rồi nha. Dùng bộ chân hả? Dùng bộ chân của mình hả? Vô nhạc. Là mình bỏ. Mình bỏ hai ghế này ra hay sao? Bỏ hai ghế nha. Rồi bỏ luôn. Ơi, té à, không có đường à. Rồi nè. Ngồi anh ơi, ngồi anh ơi. Rồi nè. Rồi. Rồi, tôi... Đây nè, đây nè, anh Thành, đây nè, anh Thành. Rồi anh. Tôi... anh Thành dùng mấy bộ chân ghê kìa. Cho tôi đổ ghế đi. Bây giờ, gác chân lên nè. Anh ơi, em bỏ tình buồn. Bây giờ gác chân lên nè. Ôi, nó nằm vô kỳ lắm. Anh ơi, gác chân đi anh ơi. Bây giờ mình đã có kết quả rồi đó. Nhưng mà mình gác chân lên để mình biết cái nào là đó rồi. Anh ơi, mình gác chân lên anh ơi. Gác chân lên, đó. Rồi, thua. Mà cũ làm mất nét quá mà cũ. Rất là thao. Cầu gì cũng phải làm cái thật. Ta-da. Bây giờ sáu chúng ta gồm có Mang Cũ và Mới đang ở trên một chiếc xe di chuyển xuống Tiền Giang. Bắt đầu, mình sẽ tiếp tục trên đoạn đường đi. Chúng ta còn nhiều thử thách lắm. Nhiệm vụ đâu tiếp tục. Hai đội lần lượt cử hai thành viên để chơi đuổi hình bắt chữ. Có ba lượt chơi, dùng búa để giành quyền ưu tiên. Đội có nhiều đáp án đúng sẽ được một quyền ưu tiên ở thử thách tiếp theo. Các bạn hiểu chưa nào? Dễ. Với đuổi hình bắt chữ là em chúng ta có một cái nón bảo hiểm và một cây búa. Hồi lâu chúng ta quay ở phim trường thì khi mình có đáp án mình sẽ bấm chuông, nhưng mình quay ở xe trường thế này thì xe trường khi mình có đáp án mình sẽ bấm chuông một cách này. Trời ơi, hay làm gõ vô cái đầu đối phương như vậy, mọi người sẽ được phát cái này, đó là đáp án. Bây giờ ai sẽ là người thi đầu tiên? Hai người chơi đó luôn đi em. Hả? Sao tôi đầu tiên? Thôi. Ngựa. Có ngựa. Nghe. Nghe ngựa. Cái bông, nó bông gì? Bông nó gì vậy? Nè, có bao nhiêu chữ dưới nè? Một thanh mai trúc mã. Chính xác. Yeah. Ủa, sợ. Ủa? Cậu bé sợ. Luôn sợ. Cái gì mà đơn giản hả chứ? Chưa có đáp án. Dạ. Cái gì là phải rõ, phải đáp án liền. Dạ. Lạnh. Một hồ không phải chỉ là thằng bé đó. Chỉ là thằng bé. Thua. Thua. Đâu ấm. Trời ơi. Ba hồi nữa rồi. Chết rồi. Chị ơi, mấy cái này em chậm lắm nè. Chả nè, chả từ bà đã ăn dưa hấu. Dạ. Ăn bắt trả tiền. Chính xác. Trả lời được đúng 2 câu. Dạ dạ. Là... đâu là hết lượt, một lượt. Em. Hai. Anh chưa? Em luôn. Rồi Thành. Mấy cái ngu ngu này cứ để em. Rồi Thành với lại anh Duy nữa hả? Ủa, mình lần được 2 câu rồi đó nha. Anh yên tâm để em nhắc. Thế như vậy là sao bấm chuông hồi bấm lộn cái đầu mày đó. Không sao đâu. Ủa? Cứ vậy đi. Lé ra đi. Hồi bấm lộn cái đầu mày. Siết thú. Siết thú. Sai. Cầm thú. Cầm thú. Cầm thú. Anh ra Thành trả lời trước. Đây. Ủa mà anh gọi trước mà. Không mà em nói trước. Một rồi đó nghe, một rồi đó. Bông sen, cây thông. Trong đầm gì là bông sen? Hai. À, sáu. Không. Lớp không vẽ, thông và sen. Là bốn hoặc liên thông. Cái cây.
cây. Cái cây á. Sáu già cội. Tối cổ, tối cổ. Ta nghĩ là gần đúng. Đó, đúng rồi. Cổ đại. Sai luôn. Đúng cái hoài vậy. Các bạn của chúng ta là tuổi nha. Trời ơi. Bánh bao, cơ sở, âm phủ, phủ. Không biết gì luôn á. Con âm phủ. Bao phủ. Chính xác. Trời ơi. Anh quên quá hả nói. Lấy đồng tượng anh lắm. Bài. Bài. Dạ. Dạ. Cơ. Cơ hội. Cơ hội. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi rồi rồi. Rồi chơi. 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 Khó, khó. Gọi đi, gọi đi. Quy củ, quy củ. Gọi đi. Anh cứ nhìn giật giật em biết gì nào. Hình số 2. Alibaba 40 lịch trước. Ờ. Chị. Hùng Hăng. Hùng Hăng. 2-1 đã là tranh cướp. Trời ơi. Không đẹp quốc gia. Rồi. Quả chai. Chai bao. Quả trống. Hay. Hay. Rồi đội mình thắng rồi. Đội mình, đội ma cũ chiến thắng phần chơi này. Mặc dù tôi không trả lời đúng câu nào tôi vẫn thắng. Thắng xe lại đuổi em xuống á. Thắng xe lại đẩy mày xuống á. Thay cái áo, hồi nãy áo dữ, em thay cái áo. Còn xe nực quá hả? Ồ, vô đi. Ai trả tiền? Đi vô đây. Ai trả rồi. Em ngồi đâu? Đây, mình ngồi đây. Đội vừa giành chiến thắng trò chơi đuổi hình bắt chữ sẽ được thoải mái gọi món ăn. Phải thua. Nhìn miệng, chảy nước miếng. Trời. Món ăn của đội thua sẽ phụ thuộc vào lòng hảo tâm của đội thắng. Cho gì ăn nấy, không ý kiến. Trời ơi, mấy đứa. Dạ. Qua đập khăn lao cho mấy anh. Dạ. Khăn lao cho mấy anh này. Trời ơi, thanh tiên. Trời ơi. Lớn phục vụ. Ủa sao thấy vô nghề, giống vô nghề quá vậy anh? Đây để em thôi anh. Trời ơi. Anh Đạt đi. Đẹp rồi luôn anh Đạt ơi. Trời ơi. Đạt. Trời ơi. Trời ơi, nhiều món ngon quá nè. Cho anh một con gà, một phần ba người. Ủa anh ơi, ở đây 6 người mà. Cái gì? Tùy lòng hảo tâm, tùy lòng hảo tâm. Cái khúc này là anh quyền sinh sát đội thắng. Hồi nãy chi đuổi hình bắt chữ yếu quá. Mình phải nhanh nhậu lên. Mình phải nhanh cái đầu lên thì mới được thưởng cái miệng cái bao tử được. Tố, bạn bè với nhau tố. Anh không bạn bè nhau tố. Mà còn mấy anh quyết định chưa nữa. Dạ, chưa bao giờ thấy mày sống hàng vậy luôn á tố. Một đĩa cá kèo của tôi. Đừng có làm người ta ghét nữa, ngồi im đi. Không cho em xin một món được không mấy anh? Món được rồi đúng không? Em ơi, ở đây có cái gì mà để cho một cái đĩa mà đồ ăn nhiều á? Nhiều á, nhiều. Cám á. Nghe nè, mày khổ đang nói. Đừng có nghĩ món gì cao sang. Mình ăn đơn giản nhất, đầy đủ á. Em cho anh một cái cơm chiên cá mặn phần ba người. Thường đó, cái thường. Chưa bao giờ thấy anh Thành ngoan như lúc này luôn. Em lắm rồi đó. Dạ, trời ơi, em biết mà, em cũng mớ anh quá trời. Hát cho mấy anh nghe bài. Một đứa hát và một đứa múa. Dạ thì hôm nay mấy anh đến đây, chúng em không có gì ngoài những đặc sản đồng quê. Chúng em xin gửi đến hai anh lời ca tiếng hát qua phần biểu diễn của nữ ca sĩ Vô Tri. Dương Tri và trùm biên đạo Vương Lê. À trời. Tụi anh muốn trong nhóm múa tụi em có nam nữa. Rồi áo đen vô. Ôi, có đồng phục thì ra hai đồ ra vô đồng phục đúng không? Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng mang đồ Việt Nam. Ngại khi đường xa không tới. Để thiên làm thiên hình này không kìa. Để nói người nhau mấy ngày. Trời ơi. Chiều sông ông nắng đêm trắng kịp tới chân. Anh nghe nhập em hả Lan, em múa quạt quá vậy. Nghe ngày đêm không ngừng, người Cà Mau dễ thương.
Ủa con bé đi kìa, đi gió kìa. Thấy chưa? Wow, vỗ tay luôn. Đừng đòi hỏi. Dạ vô trường. Vô trường nè, rau nè. Hồi nãy mấy bé cũng phục vụ quá trời. Cần hương hoa không? Dạ không. Nè Cưng. Nè, hai đứa. Ngon lắm. Cái quỷ này nướng lên là béo. Cưng ơi, nhức người lắm. Cảnh nó hơi khô quá, anh quẹt cho em miếng nước chấm gà luôn. Chứ tội nghiệp hai con béo quá. Con em cũng mang chấm khô quẹt được không? Nè, Lan à. Em muốn luôn anh đi chứ. Tiền. Trời, trời bé có rồi, bé kia có. Trời ơi, cảm ơn anh nha. Trời ơi. Hai con bé có thôi, thằng kia không có nha. Cá chiên nữa đúng không? Thôi mình ăn thôi. Là anh trong mặt quá. Ừ. Sao vậy? Bị thiếu đúng không? Thiếu chất luôn. Chóng mặt. Ăn liền đi. Mà ăn đồ vô. Chóng mặt quá. Chóng mặt quá hả? Ăn đồ vô em. Tú chanh cái tình cạch chua cho nó xuống đường. Xuống đường á. Bị đường cao quá. Ngon không Thành? Ngon em? Dạ. Nước canh ngon à. Anh không có gà hả? Ủa? Cái này có một cái đùi à. Em mà nếu như mà tình bạn không là chỗ này nè. Dạ. Cái đùi mỗi đứa là 1-2 phút. Bây giờ ai cho con kẹo? Không có. Anh ơi, bạn bè gì anh? Vậy? Dạ, anh Thiên. Nè, coi đàn anh ta sống nè. Wow, khủng phê. Thôi hơi bị ngon nha. Đúng nghĩa là dạ tiệc luôn á. Dạ tiệc là gì? Nhiều vậy ăn nhéo. Trời, Thiên dính tên vợ tôi làm hết hồn rồi. Đang mới ăn một thủ tự nhiên dạ tiệc. Sao anh nhạy cảm quá vậy? Không, mà bữa ăn đây thanh đạm á. Dạ. Bữa đây nhiều lắm á. Trời, sao không phải là người của chương trình mà sao người của quán ăn đưa cái bill màu đỏ là hai đội hãy đoán giá tiền của bàn ăn này. Đội nào sai số nhiều hơn sẽ phải trả tiền toàn bộ bữa ăn. Ây da, sao tự nhiên tôi muốn móc ói ra hết đó mấy bạn ơi. Rồi sao áp lực rồi, hồi nãy tôi ăn vui tươi tự nhiên anh bây giờ anh nghiệm cái gì ghê vậy? Gà dồi nữa nha. Mấy bạn còn nhớ món nãy mình kêu không? Gà cá kho quẹt nè, canh nè, dồi trường nè. Rồi con cá chiên hồi nãy nữa. Con cá chiên hồi nãy nữa, chiên. Cá kèo chiên nữa. Cá kèo chiên là 6 món. Trong trận đấu này mình là thua là mình sẽ buồn cả ngày, mình không xả gì chép được đâu. Cá kèo 50. Ủa sao bên đây nhìn bên đó vậy, bên đây gì vậy? Còn một món nữa hả? Trời, em nghĩ sao vậy? Cái này nó có một ám á. Không, không có đâu, ở dưới quê. Hồi nãy lúc mà coi từng món là anh có nhìn qua giá. Nhìn qua giá có nghĩa là ở cái giá tiền ở đây là không thể nói được. Chưa Tiến. Nhưng mà cái giá nó không có nãy luôn mà. Rồi, quyết định ha. Nhớ anh đã từng ở đây một thời gian nha. Rồi, anh đã... Anh nhớ đây là quê hương của em nha, em lớn lên rồi. Rồi, tôi không biết nha, lên năm. 1, 2, 3. Cái gì em 1 triệu? 1 triệu 185, 850. 850. Theo Tiên còn con gà đó 300 ngàn. Cá đưa hồng chiên mình cho 100 ngàn đi. Là 400. Canh này mình cho nó dao động tầm 120, 150. Cho 150 luôn đi. Là 550. Rau cao lắm là 80 ngàn. Là 630. 630 cá kèo chừng 50 ngàn. Là 680. Cho 50 ngàn nữa đi. 730 là còn gì nữa. Cá gây tượng vô trường thì đó nó nằm dao động tầm 800, 850 là đẹp. Em khoáng đại này 250 nè. Cái gì con cá nó 250? Em khoáng đại tất nhiên là nhìn thấy hoành tráng á. 250 nè. Thêm cái gì đó, cá này chừng 150. Cái con gà 250 rồi 750. Tính dĩ rau này nè 80 ngàn là hết đáp. Rồi quyết định đi. Rồi cho cái bill. Trời ơi, mở ra mà 2 triệu mấy chắc chết. Mở ra 3 triệu tá quả luôn. Nhiều nặng sao nè. Ý giời. Rồi. Dạ. Tiên sai rồi. Trời ơi, em nói không có giá nữa đâu. Trời ơi, cái gì nhiều quá vậy? Dạ, quả đó đúng luôn. 1095. Ủa, anh đó như vậy? Một tao lãi là anh đó là 1195. Đúng rồi. Mày trả hết cho tao. Trời ơi, đây là quê của em. Trời ơi, mai mốt đi vô nhà hàng các bạn nè, bài học là phải đi coi thật nên ok. Nó 1 triệu là đúng rồi đúng không? Thiệt tình không phải làm ở đây 3-4 triệu. 3-4 triệu rồi thôi, tay chân gì vậy? Bữa nay thắng các bạn ơi. Mấy bạn trong công an mà làm bể mặt tôi quá. Rồi số 5 còn lại hai bạn tính đi.
không chịu. Ăn uống mà mấy anh không vui vẻ vậy chứ. Thôi nãy cho mày ăn, không lẽ mày ăn có một dĩa này thôi. Tao cho ngồi chung bàn, ăn cá, ăn làm linh tà la. Bây giờ còn nói nữa, đem dĩa này ăn đi. Người ta cho ăn chung rồi. Cái gì? Lỗi của em. À, bé này dễ thương à. Ủa? Ủa? Buổi chiều mình còn ăn nữa. Thì đi quay chương trình có 800 ngàn. À, lời nói em cảm ơn mấy anh. Ông có máy đây, một mình anh Tiên thôi. Có máy ở đây. Mấy đứa cảm ơn Tiên nè, cảm ơn Tiên. Mình đi dắt mấy em có non lớp á. Ủa, mình dắt ra cái gì? Không, anh bỏ em luôn hả? Đâu, em thấy chị bỏ đi anh. Ê, mấy đứa, lại anh. Tự nhiên giờ tại ra anh. Em có lại ra anh. Thằng em nè, thằng em đúng nghĩa là hay quá. Đã ăn đó. Thôi, đau bụng quá. Ra anh đi một cái nha. Anh đợi em trước, thiếu gặp bên sau. Chắc anh lấy gươm mình bôi nét em luôn. Đời.